Chào mừng các bạn đã trở lại với bài tập hoạt trả thứ ba của tôi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu một cái tiết tấu tổng hợp gồm có móc đơn, móc kép và cả nút đen nữa. Trước hết chúng ta phải đọc trước phách 1, 1 và, phách 2, 2 và, 3, 4, xong. Đọc đúng tốc độ. 1 và 2 và 3 4 1 và 2 và 3 4 đọc theo chiều lên xuống. Xuống xuống lên xuống 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 xuống. Cho một chút âm sắc vào nghe cho nó đỡ nhàm chán. Bùm chát chát bùm chát bùm chát. Đọc theo máy đánh nhịp. Một và hai và ba bốn. Một và hai và ba bốn. Xuống xuống lên xuống 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 xuống. Bùm chát chát bùm chát bùm chát. Bây giờ thì đàn. Ở đây các bạn sẽ thấy hai cái phách sau thưa sẽ có nhiều người có xu hướng bị nhanh lên. Ở cái tiết tấu này tôi cố tình để cái phần đầu nhanh, phần sau chậm để các bạn phải tập luyện cái sự chờ đợi cho đúng thời gian. Hãy tập luyện đúng theo tiết tấu này. Tiết tấu thứ hai tôi muốn giới thiệu ở đây cũng là một biến thể của tiết tấu trên. Chúng ta tập đọc trước. Một và hai và ba và bốn. Một và hai và ba và bốn. Xuống xuống lên xuống 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 lên xuống. Bùm chát chát bùm chát bùm chát chát chát. Đọc và đàn theo máy đánh nhịp. Một và hai và ba và bốn. Một và hai và ba và bốn. Một và hai và ba và bốn. Bùm chát chát bùm chát bùm chát chát chát. Xuống xuống lên xuống 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 lên xuống. Đánh chậm lại một chút tiết tấu 2. Đánh chậm lại một chút tiết tấu 1. Với bài tập này, chúng ta chỉ cần chú ý hai vấn đề. Một là giữ nhịp đánh theo máy đánh nhịp. Ở đây tôi chọn tốc độ 55. Hai là thay đổi âm sắc. Các vị có thể thay đổi âm sắc tùy hứng của mình, nhưng phải quy định trước, phải theo chủ ý của mình. Chúc các bạn thành công.